Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã trao các quyết định điều động là bà Bùi Thu Thủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến Sở Kế hoạch và Đầu tư công tác, bổ nhiệm chức vụ giám đốc. Tiếp nhận điều động ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về Sở Ngoại vụ, bổ nhiệm chức vụ giám đốc. Điều động ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công Thương đến Ban Quản lý các khu công nghiệp công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý Lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giữ chức vụ phó trưởng ban. Bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Trung, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức phó giám đốc. Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nêu rõ, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới hết sức nặng nề, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới với mục tiêu cao hơn, quyết tâm lớn hơn. Bởi thế nhiệm vụ đặt ra đối với các ngành rất lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các ngành tiếp tục nỗ lực cùng với các ngành địa phương trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định sự đóng góp tích cực của ngành mình, trong đó có vai trò của những đồng chí mới được bổ nhiệm hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí phát huy thành tích kinh nghiệm, nêu gương phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, bản lĩnh chính trị cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc dân chủ kỷ cương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đồng chí mới được bổ nhiệm xây dựng tập thể đoàn kết.